nhớ rằng nó nhớ rằng ít trồng phong gì là đợt nó gì là giờ trồng tàu chè của lòng mất số phú on á ít gì là chè cho on của cô phú tao ít đáp tao nó tao nói ít nước ta gì nó ta chè ít gì là của giờ là phú on nó mò nè là chờ cho không hết nhập có một té lọt sợi chỉ tao lọt của họ lụi thế chỉ tao phú ở lên nè chị ý chứ nó của em một phú ở nè ý chứ nó của mấy chỗ chỗ nó lão đồ ở nè cứ như phú ở nó lên nó xứ na, ấy cho nên chọn đôi chị của thứ mua ít họ chủ cho nó xứ, họ đôi li chị như chỗ chơi chơi xua thì mình chỉ cả cho nó xứ na, ta chỉ một tết sẽ xả lọt thì, giờ chọn đôi chị mới còn cho phú cho nó ông ta cho cầm được cho mà đi mua chơi cho nó na, cho ở chị nhưng ở bên từ trong nó xứ à. Nó ý chứ nó chè cổ thay nó lúc chế nó chè còn đó mẹ bò nó chè cho cổ thay mẹ cho ở nhỏ xứ nó để ở nó khẩu ra khẩu có cho cô cú ở xứ hòn đó ở đây của mẹ mẹ là nó chè cho thay cho ở bự nó họ bé chè bé phong ta xé chè chỉ má chỉ bú ở chè như một chỗ chơi cho nó xứ nó cổ cái chỗ tao đang đào nó chè thì mình nhổ nó nương nhập của tôi chủ yếu hơn men mất chủ chia cam thử e giờ phú ổn á e giờ mua té chè giờ chủ chia thợ mo e thiết có tới giấc nè hoặc trong thằng nó nương nhập lúc bạn đê trộ ổn đà nè tôi chia đê nương lâu nó tá xì bé đã đê tờ chè cái mất tôi chia đê thâu cho mùng trộ tờ lú thắng đê là chạy đê xì lọc hơn nó e cam thử mà lên chia nè nè nó chè nhà của tôi mi tu hết của tôi mi sai nó cho chị phụ luôn nó nè nhà của tôi mi tu cho biết chị luôn luôn nó là có thêm nhiều chè giờ có thêm nó nè thì tôi nó sẽ ô chị tiếp lắc mà chừng đầu đi nè họ tôi mi sai chè giờ tôi nó sẽ nè họ tôi mi mé rồi nó sẽ nè tôi nó chè giờ tôi tu lo nè họ tôi nó giờ tôi mi sai giao nè ở thằng mình mẹ xứ ở thì tôi ăn nó có cho chị cho lúa tu chị ăn lúa có hạt tiêu ăn lúa bù tám nó mà thế ở tao thì mình tu hạt tiêu ăn lúa để cho tám nó xứ này nè thì mình tu này cho chị ăn nó mình cho chị nó chị ăn lúa là để chị lúa là nó chị lúa ở bé cho nó ta chỉ tao chán nè chán tôi thành chỉ trong đi có được túi lót tiền nhiều tiền nó nè lát họ chẳng nên để chỉ tao dẹp lát họ lên nè hay để cầm được tiền giờ mới dẹp lát họ cho nó nè họ thì mình chạy giờ tuần nó thì mình chạy mà nhẹ nhẹ chập quá chập rồi ở từng nhiều kề họ ở từng nó xứ ở lại ở từng lên đây nè ví dụ là kề ở nó thà kề ở giờ là học đây nữa ở là học đây là giờ kề ở giờ một phương thiên